Hello chào Loan, trải qua 3 ngày tham gia hội chợ Canton Fair rồi thì là ngày hôm nay em cảm thấy là hội chợ này như thế nào? Em đánh giá sao về hội chợ Canton Fair tại Quảng Châu? Dạ em cảm thấy quy mô khá là lớn, vợ chồng em đi chỉ được gần như là không hết được cái khu về lĩnh vực em đang làm ạ. Khi đến đây là em cảm thấy là em tìm được những cái điều em mong muốn và em thấy rất là nghĩa là ý nghĩa. Nó cũng hỗ trợ em được khá nhiều trong công việc sau này của em kinh doanh ạ. Đây em đã gặp được những mặt hàng mà em ưng ý và em cũng đã làm việc được một số mặt hàng trong cho quá trình em đang xây dựng thương hiệu. Là em cũng đã tìm được một số nhà cung cấp mà em cảm thấy hợp lý ạ. Ok. Những nhà cung cấp này là của em chủ yếu đang làm trong những cái lĩnh vực gì? Dạ em đang làm trong cái lĩnh vực ngành kim khí, kìm kéo, rồi tô vít, thuốc mét, các loại ạ. Nếu một người kinh doanh thì em thấy rằng là cái hội chợ Canton Fair này có thể giúp được gì cho họ? Chung là giúp ích cho những người kinh doanh rất là nhiều ạ. Bởi vì nó mang quy mô quốc tế nên thế là có hội tụ tụ đầy đủ mọi người của mọi miền đất nước ấy. Nên thế là nó giúp ích được cho mọi người rất là nhiều ạ. Lợi ích của nó mang lại có thể giúp cho mình nhìn được nhiều cái mới ở trong kinh doanh này, nhìn được góc để phát triển trong kinh doanh ấy, tìm ra được nhiều khía cạnh mới ạ. Cảm ơn Loan rất là nhiều. Vậy thì chúc em trong thời gian tới sẽ sử dụng những cái mối quan hệ, những cái nhà cung cấp mà em tìm được tại trong lần này để tiếp tục phát triển công việc của mình một cách mạnh mẽ nữa. Cảm ơn. Cảm ơn anh.